Vinh mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khởi nghiệp. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ 35 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mở màn cho chương trình Khởi nghiệp năm Mậu Tuất 2018, Tú Vinh xin được gửi đến quý vị câu chuyện truyền lửa cho rất nhiều học viên của hai người trẻ để biết họ là ai và hành trình xây dựng ước mơ của họ như thế nào. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của họ nhé. Có thể nói, ở độ tuổi nào, dù ước mơ, đam mê của bạn là gì, thì mỗi chúng ta đều đang khao khát có được thành công và hạnh phúc trong cuộc đời mình. Ai cũng sẽ có chung một kế hoạch phát triển bản thân trên hành trình chinh phục ước mơ, đam mê đó của mình. Cái việc mà phát triển bản thân vô cùng quan trọng. Đôi lúc mình học cao, mình hiểu rộng, có nhiều kiến thức, nhưng mà nếu chúng ta không có trang bị cho mình một cái kỹ năng thì chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng những kiến thức mà mình đã được học. Với tôi thì việc phát triển bản thân rất là quan trọng. Để qua đó thì nó giúp cho mình khám phá những cái gì mình sâu trong bản thân của mình. Bởi vì nó giúp cho mình bước lên một cái tầm mới, có thể thay đổi được cuộc sống của mình rất là nhiều. Việc phát triển bản thân mỗi ngày nó giống như là một cái con đường mình đi để mình hoàn thiện, và mình giống như là mình từ một cái chiếc xe đạp mình lên dần đến chiếc xe máy, và từ từ mình lên được cái máy bay và mình đến được cái đích nhanh hơn. Và đó là cái việc mà ý nghĩa của quá trình phát triển bản thân. Giờ trong cuộc sống chắc ai cũng muốn phát triển bản thân, và đó là điều rất là quan trọng với tất cả mọi người, với cá nhân tôi cũng vậy. Tầm quan trọng của việc phát triển bản thân để trau dồi kỹ năng có lẽ ai cũng biết. Tuy nhiên không phải ai cũng có cách tiếp cận cũng như học đúng cách. Từ thực tế trên, chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên và anh Đinh Ngọc Thi với hai công việc khác nhau, họ đã quyết định chuyển hướng cuộc đời mình, mở màn cho hành trình truyền cảm hứng với mong muốn cháy bỏng là chia sẻ, giúp đỡ để mọi người có tư duy tích cực hơn, sống cuộc sống hạnh phúc và hoàn thiện bản thân để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy mà qua bao ngày ấp ủ, thử nghiệm, tháng 6 năm 2016, Brand Up Training and Coaching dạy về kỹ năng phát triển bản thân chính thức ra đời. Tuy nhiên, giống như bất kỳ câu chuyện khởi nghiệp nào, để vươn đến được ước mơ, người trong cuộc phải lần dò qua những gian truân nhất định. Dạ, em xin chào chị Thảo Nguyên, chào anh Ngọc Thi ạ. Em là Thu Hà, là MC của chương trình Khởi nghiệp. Ngày hôm nay thì nhân dịp năm mới thì Thu Hà cũng muốn đến đây để học hỏi thêm một vài kinh nghiệm và bí quyết để có thể giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp cũng như trong công việc của mình ạ. Xin chào Thu Hà. Xin chào MC Thu Hà và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi đài. Dạ vâng, cả hai anh chị đều làm một công việc mà rất là đáng ngưỡng mộ, đó là quản lý và còn là giảng viên nữa. Và Thu Hà cũng rất là thắc mắc, không hiểu lý do vì sao mà anh chị quyết định là chuyển sang cái lĩnh vực đào tạo này ạ? Trong cái quá trình mà làm quản lý bán hàng, tất nhiên khi mà ai đang làm công việc của mình thì lúc nào cũng muốn là cái hiệu suất công việc mình tăng lên tốt nhất, và đội ngũ mình phải phát triển. Thì trong cái quá trình mà mình phát triển đó thì mình cần phải phát triển bản thân của mình. Trong cái hành trình phát triển bản thân để trở nên cái người quản lý tốt và có hiệu suất, thì mình mới biết được là hình như là mình vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình. Hình như là mình vẫn đâu đó mình đang làm công việc mình vẫn cảm thấy nó chưa thực sự đam mê lắm. Thế là anh quyết định đi học những cái chương trình về phát triển bản thân, và đặc biệt là những cái môn khoa học về tâm lý ứng dụng cho cuộc sống. Thì sau khi mà mình vừa đi làm quản lý, mình học như vậy á, thì mình nhận thấy rằng là trong cái thời gian trước đó là mình phải mất 3 năm để mình chỉ đi tìm thôi, là cái điều gì mà mình phù hợp nhất, làm sao để mình phát huy hết tiềm năng của mình. Và khi mình đã tìm được công việc là công việc đào tạo cũng như là cái việc thích hợp nhất của mình, thì mình là mình chuyển hẳn qua luôn vào cái lĩnh vực đào tạo này. Khởi nghiệp một cái lĩnh vực hoàn toàn mới thì anh chị có gặp những cái khó khăn gì ạ? Và khi mà mình gặp phải khó khăn đó thì chị đã làm gì để giúp cho công ty của mình phát triển và vượt qua những cái khó khăn này không ạ? Dù là hoạt động thời gian ngắn hay là hoạt động đã được nhiều năm thì bất cứ công ty nào cũng sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Ban đầu thì mình cứ nghĩ là cái thị trường này nó tiềm năng lắm. Nhưng khi thực tế mình bước vào, mình chiêu sinh, mình tuyển sinh thì mình mới thấy là họ chưa biết gì về mình. Nhưng do vậy cái số lượng học viên khi mà đến với Brand Up Training and Coaching, đúng rồi, thời gian đầu đó rất là ít luôn. Tụi chị xác định là với cái sự kiên trì của mình vẫn đều đặn tổ chức các cái lớp học, mình vẫn đều đặn chiêu sinh, mình vẫn nỗ lực hết sức, và mình thống nhất với toàn bộ đội ngũ là cái việc đó là những cái việc bình thường. Đó là một cái quan điểm để ngay từ đầu mình không có nao núng trước bất kỳ cái khó khăn gì hết. Và khi với cái số lượng học viên ít như vậy, có thể xảy ra đặt cái trường hợp như vậy á, thì mình vẫn có thể đứng lớp với một cái năng lượng
đầy đủ và một trao được cái đam mê, những cái nội dung kiến thức đầy đủ nhất đến cho học viên của mình. Và với cái khó khăn thứ hai thì cái mâu thuẫn cũng như là những cái bất đồng trong cái quá trình mình làm việc với cộng sự cũng như là với nhân sự trong công ty, thì tụi chị rõ ràng là những người công tác bên lĩnh vực đào tạo thì rất là nhanh mình được tìm những cái cách để mà vượt qua nó. Và tụi chị cái quan trọng, cái lớn lao hơn đó, đó là tụi chị cùng mục đích để thành lập cái công ty Trainup Training and Coaching này và cùng chung cái sứ mạng để mang lại cái giá trị giúp cho nhiều người, trở ngại nó sẽ được giải quyết. Cái thứ ba liên quan đến tài chính thì đó là cái sự dự phòng. Thật ra mình cũng có dự phòng rồi, nhưng nó vẫn có một số cái đột biến xảy ra. Nhưng với cái sự đồng lòng, với cái sự quyết tâm thì những cái khó khăn đó cũng sẽ vượt qua được. Và đó cũng là một cái lời nhắn nhủ với những cái bạn mà nếu chúng ta khởi nghiệp á, thì mình cần dự phòng một cái nguồn tài chính phải đủ để mình có thể sống được 3 năm và thậm chí 5 năm để nuôi sống công ty. Vượt qua những khó khăn của ngày đầu bằng một tinh thần sẵn sàng dấn thân và đối mặt, chị Nguyên, anh Thi đã viết nên một câu chuyện thật đẹp cho những tháng năm tuổi trẻ của chính mình và biết bao người khác. Bằng niềm đam mê cũng như nhiệt huyết của những thầy cô giáo trẻ, anh chị đã xây dựng và định hướng Trainup Training and Coaching tập trung vào 3 mảng chính gồm bí quyết tự tin trình bày thu hút, nhà đào tạo hướng kết quả, lập trình ngôn ngữ tư duy. Đây được xem là 3 yếu tố thực sự rất cần để một người phát triển những kỹ năng bản thân của mình. Với lợi thế là một tập thể trẻ, năng nổ, không ngừng cập nhật kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu cùng những phương pháp đào tạo hiện đại trên thế giới, anh chị đã tạo nên một công ty huấn luyện và đào tạo với những chiến lược và phương pháp học hết sức lôi cuốn, thuyết phục tất cả học viên. Thu Hà được biết là cái thị trường đào tạo hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Việt Nam rất là sôi nổi. Vậy thì mình có cái sự khác biệt nào, cái điểm nổi bật nào để có thể giúp mọi người có thể là tìm đến mình thay vì tìm đến những cái trung tâm hay những cái công ty nào khác không ạ? Thứ nhất, cái chất lượng sản phẩm ở trong cái ngành đào tạo này đó là cái kết quả đầu ra của người học viên. Có nghĩa là chúng ta phải làm gì thì làm, khi mà đi học và đào tạo là mình phải có sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi trong lúc học và sau khi khóa học. Thì bên Trainup Training and Coaching được một cái rất là tuyệt vời, đó là luôn luôn tạo được những cái kết quả thay đổi rất là đột phá cho học viên. Thứ hai đó là cái phương pháp đào tạo. Phương pháp đào tạo của mình hiện tại là mình đang sử dụng phương pháp đào tạo rất là linh hoạt, năng động và hiện đại. Đặc biệt hơn, nó rất là vui vẻ và đơn giản, giúp cho mọi lứa tuổi, ví dụ như là những bạn trẻ, hoặc là những nhân viên, hoặc là những cấp quản lý, hoặc các lãnh đạo cấp cao chủ doanh nghiệp, đặc biệt hơn những người lớn tuổi 40, 50 tuổi, họ vẫn có thể học được và thay đổi. Và cái điều tiếp theo, giúp cho Trainup Training Coaching tạo được sự khác biệt. Tôi có một dự tạo những cái câu lạc bộ, những cái nơi sinh hoạt để giúp cho những người học viên của mình họ học xong, đúng rồi, rèn luyện, trao dồi và họ kết nối với nhau, và mình có chia sẻ bổ sung kiến thức hàng tháng hoặc là 2-3 tháng một lần tùy vào các cái khóa học của mình để giúp cho họ liên tục giữ được cái mức năng lượng với môi trường đó. Và đâu đó thì bên Grown Up Training cũng đã có đào tạo bên các cái trường bạn trẻ, các trường đại học cũng khoảng là gần 3.000 bạn để mà trao đổi ở đây. Và những người học viên chính thức ở chương trình của Trainup Training khoảng gần 1.000, những người lớn tuổi, đúng không ạ? Thì đó là những cái thành quả mà chỉ trong vòng là gần 2 năm thôi mà Trainup Training đang làm. Và như anh Thi vừa chia sẻ và vừa đề cập, đó là cái chất lượng đào tạo nó góp phần tạo nên cái sự thành công cũng như là cái kết quả của học viên, đúng không ạ? Và theo Thu Hà nghĩ rằng thì chất lượng đào tạo thì chắc hẳn nó sẽ phụ thuộc rất là lớn vào cái người đào tạo, đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ là ở đây tại công ty Trainup Training and Coaching thì người đào tạo là ai không ạ? Người đào tạo chính ở đây là mình, Đinh Ngọc Thi, hiện tại đang là NLP Trainer and Master Coach về những cái phương pháp gọi là về lập trình ngôn ngữ tư duy và các cái tâm lý học ứng dụng trong cuộc sống, giúp cho mọi người thay đổi. Mình được cấp chứng nhận quốc tế ở cái môn khoa học này. Và thứ hai đó là chị Thảo Nguyên cũng đang là NLP trainer, cũng là cái người được cấp chứng chỉ quốc tế về môn khoa học này, có thể là giúp cho mọi người thay đổi một cách nhanh nhất bằng các cái công cụ hiện đại. Đó là hai trainer chính của trung tâm Trainup Training and Coaching. Đối với những học viên trong lớp học này, với họ, chưa bao giờ việc phát triển bản thân lại dễ dàng như vậy. Họ đến đây với một tâm trạng rất thoải mái, không phải để học mà chính là giao lưu, kết nối, vui chơi trong những bài học hết sức thực tế và vui nhộn của những người đứng lớp. Cứ thế, ngày ngày trôi qua, các anh chị lại được bồi thêm cho mình những điều còn thiếu sót. Có lẽ anh Thi, chị Thảo Nguyên đã thành công trong vai trò đứng lớp, đã truyền được cái đam mê, một phương pháp đào tạo đúng hướng,
giúp không ít học viên có những thay đổi tích cực sau những giờ lên lớp, học và như chơi. Họ đã tự tin hơn bước vào hòa nhập với cuộc sống, làm phong phú thêm cho công việc hàng ngày. Sự thay đổi và tiến bộ của học viên từng ngày là nguồn động lực để BrainUp mang đến những sản phẩm giá trị về đào tạo kỹ năng cho tất cả mọi người. Thì sau khi tham gia cái khóa đào tạo đầu tiên BrainUp là bí quyết tự tin trình bày thu hút, thì bản thân về là giống như mình lột xác vậy đó. Mình giống như mình phát hiện được cái tiềm năng bên mình, là không phải mình là một cái người nhút nhát. Thực sự là mình cũng rất là tự tin. Và khi mà học về là mình ứng dụng ngay và mình tự tin liền. Khi mà đứng trước trong các buổi họp của công ty, mình đều tự tin trình bày những cái quan điểm. Thì sau một thời gian học ở BrainUp thì cho đến bây giờ thì mình thấy mình đã làm chủ được rất là tốt cái bản thân của mình. Thì bởi vì ở BrainUp thì có cái phương pháp đào tạo rất là tốt. Thì khi mà đến bây giờ thì cái căn bệnh trầm cảm thì gần như là mình thoát khỏi được cái căn bệnh trầm cảm, không phải sử dụng thuốc. Sau một khóa học của BrainUp thì các anh em đã rất là tự tin. Lúc đầu thì rất là rụt rè, tuy nhiên là sau đó thì qua quá trình đào tạo ở BrainUp thì bắt đầu là tự tin lên và bắt đầu tự triển khai được cái công việc của mình giao. Thì đó là điều rất là đáng khích lệ trong cái quá trình mà gửi các anh em nhân viên đi đào tạo, và đó là điều mình cũng như là cả đơn vị rất là mong muốn. Cái chắc mọi người biết lực hấp dẫn. Khi mà My vô đây á, thì My gặp rất là nhiều các bạn rất là tích cực. Và cái lực hấp dẫn đó cứ lôi cuốn là mình mỗi ngày là một ngày vui, lúc nào cũng mong muốn đi học hết á. Thì khi mà đi học á, cái thời gian đó là mình giảm stress, thứ nhất. Thứ hai á, là mình mở rộng mối quan hệ. Các bạn giúp mình vừa tự tin mà vừa kiểm soát cảm xúc của mình. Tức là thực sự là cái sự tự tin không phải là quá lố là đúng đâu, mà là phải bị kiểm soát cảm xúc của mình và vừa đủ thôi. Dạ. Và sau những cái thành công mà mình đã đạt được thì đối với anh Thi và chị Thảo Nguyên, trong thời gian tới mình có định hướng như thế nào để công ty mình phát triển bền vững và vững mạnh hơn nữa? Cái điều quan trọng nhất mình vẫn phải liên tục, mình phải nâng cấp cái chất lượng sản phẩm của mình lên. Mình phải làm cho cái người học viên của mình, khách hàng của mình ngày càng họ càng phải có hài lòng hơn nữa. Đó là mình sẽ tập trung tăng vào cái chất lượng sản phẩm cũng như là các cái dịch vụ cộng thêm, giúp cho những người học viên cũ cũng như những người sắp tới mà gia nhập các chương trình học của mình á, họ có nhiều giá trị nhất. Thứ nhất là mình tăng cái số lượng lớp học và tăng cái số lượng các cái tổ chức chương trình quy mô ở các khu vực lên nhiều hơn. Và điều thứ ba, sẽ có một cái dự án là dự án online để giúp cho mọi người có thể cập nhật kiến thức một cách nhanh nhất dù bạn đang ở đâu. Dạ. Và đến đây thì Thu Hà cũng muốn được mời anh chị cùng chia sẻ với quý vị khán giả những cái lời nhắn nhủ, những cái lời khuyên đặc biệt là dành cho những cái bạn trẻ khởi nghiệp và muốn khởi nghiệp cho cái ngành này. Ba yếu tố để mà Thi có thể gửi gắm cho các anh chị cũng như là các bạn muốn khởi nghiệp. Thứ nhất, đó là chúng ta phải có cái sự đam mê và tình yêu đối với cái công việc mình làm. Thứ hai, chúng ta hãy chọn cho mình những người thầy, những người dẫn dắt, những người đi trước, họ đã thành công trong lĩnh vực của mình rồi, để rút ngắn con đường của mình tới điểm thành công. Và điều thứ ba, đó chính là chúng ta phải luôn luôn phát triển bản thân của mình mỗi ngày bằng cách nào cũng được, miễn là anh chị phải phát triển bản thân tốt hơn mình ngày hôm qua, thì chắc chắn cái yếu tố thành công của khởi nghiệp các anh chị sẽ được phát triển. Cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ. Nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu biết cách tự trang bị cho chính bản thân mình tư duy đúng, phương pháp đúng và hành động liên tục, thì những khó khăn kia sẽ biến dần thành trái ngọt. Và việc trao cho các học viên mình một phương pháp đào tạo đúng, anh Thi, chị Thảo Nguyên đã ươm lên những niềm tin mới cho học viên của mình. Không dừng lại ở đó, những người đứng lớp như anh Thi, chị Thảo Nguyên không ngừng trau dồi kiến thức, tìm kiếm học hỏi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Qua đó tạo ra cho BrainUp Training and Coaching những giờ học thú vị hơn, giúp thêm nhiều học viên có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất. Bởi làm chủ cuộc sống là một quá trình liên tục, việc khám phá bản thân và làm mới mỗi ngày để xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển bản thân vững bền là yếu tố cần và đủ để giúp mọi người có được thành công, sự tôn trọng của người khác. Thưa quý vị, hành trình khởi nghiệp với mong muốn truyền cảm hứng và một phương pháp phát triển bản thân đúng cho mọi người để họ có thể dễ dàng hòa nhập vào những môi trường mới, tự tin với bản thân mình hơn của chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên và anh Đinh Ngọc Thi là một câu chuyện đẹp, ý nghĩa và rất cần được nhân rộng để có thêm thật nhiều người có thể phát triển bản thân mình một cách nhanh và tốt nhất, bởi đây là cách nhanh nhất để giúp chúng ta có thể chạm đến thành công. Cuối chương trình, Tuyết Vinh xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ ngay sau đây. Dám đối mặt. Một nhà lãnh đạo tuyệt vời là người can đảm đối mặt với mọi thử thách và sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống, dù đó là việc kinh doanh đang tụt dốc thảm hại hay việc công nhân đình công.
không ngần ngại trao đổi với nhân viên của mình, cho họ biết về những kết quả mà công ty đã đạt được, cũng như những thử thách công ty đang phải đối mặt, sẽ giúp nhân viên cảm thấy họ được tin tưởng và sẽ không ngạc nhiên khi có những điều tồi tệ xảy ra. Xây dựng niềm tin. Nhân viên sẽ trung thành và họ nhiệt tình hơn nếu như họ được làm việc trong một môi trường mà họ tin tưởng. Xây dựng lòng tin có thể bằng nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, hãy làm cho nhân viên thấy rằng bạn quan tâm đến họ, thể hiện sự quan tâm đó đối với những điều bên lề công việc. Hãy cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn quan tâm đến thành công của họ và chia sẻ thường xuyên với nhân viên của mình về định hướng sự nghiệp. Khi nhân viên phạm lỗi, không nên quở trách hay giận dữ ngay lập tức, mà bạn phải bình tĩnh giải thích cho họ hiểu vấn đề, tại sao việc làm của họ là không đúng, cũng như cho họ hiểu được bạn mong muốn cách giải quyết thế nào trong tương lai. Handa nói, khi nhân viên của bạn biết rằng họ mắc sai lầm, nhưng bạn không giận dữ hay trách móc họ, thậm chí họ còn nhận được sự quan tâm chân thành từ phía lãnh đạo, thì họ sẽ tin tưởng bạn tuyệt đối. Đáng tin. Nếu bạn không thích mặc vest thì đừng cố khoác chúng lên người. Nhân viên hay các đối tác khi làm việc với bạn sẽ nhận ra sự gượng ép đó và họ sẽ đặt câu hỏi liệu rằng bạn có đáng tin không. Nếu bạn thích một đôi giày ngộ nghĩnh, đừng ngần ngại đi chúng. Bạn là người thuyết trình hăng hái và hớm hỉnh, hãy làm cho người nghe phải bật cười. Hãy sử dụng tất cả thế mạnh và phong cách độc đáo, cá tính của bạn để tạo nên phong cách lãnh đạo của riêng mình. Tôn trọng. Khi bạn kiểm soát những hành vi của bản thân theo một chuẩn mực đạo đức, thì bạn cũng sẽ nhận lại những điều tương tự. Điều này sẽ giúp cho nhân viên và các cổ đông cảm thấy tự hào về công ty. Handa cho rằng nhân viên thường không muốn gắn bó với công ty nào mà họ cảm thấy mình không tôn trọng lãnh đạo và những giá trị của công ty. Ham học hỏi. Một nhà lãnh đạo tuyệt vời là người không ngại đặt câu hỏi với tất cả vấn đề và luôn tìm kiếm những ý tưởng thông tin mới. Người lãnh đạo tốt nhất là người biết rằng sự đổi mới và cách tiếp cận mới có thể đến từ rất nhiều nơi khác nhau. Và họ luôn nhìn ra để đón nhận những kiến thức và lắng nghe những người có thể cho họ những lời khuyên. Peter Handa dẫn chứng thêm. Các nhà lãnh đạo thành công nhất mà tôi biết là những người tò mò và ham học hỏi. Họ quan tâm đến những thứ xung quanh họ và đóng góp tầm nhìn của mình vào những đổi mới tích cực. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình khởi nghiệp kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương trình khởi nghiệp được phát sóng định kỳ vào lúc 8:35 sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.